Khoảng này anh em, hôm nay thì trên tay của mình đây đang là một bộ dụng cụ tách hạt dưa mà mình mua ở bên Lazada với mức giá nó chỉ có 32.000 và bây giờ nó giảm xuống chỉ có 19.000 thôi. Đây, anh em lại ở đây mình cho em xem. Đây nhá, đây là sản phẩm cực kỳ là rẻ luôn, được bán bởi Lazada này, được gửi từ bên Trung Quốc đến cho mình luôn là Khoa Ninh nhá. Mình trả tiền rồi và tên là máy lột hạt hướng dưa, dụng cụ tách hạt dưa tự động đấy, tự động nha anh em, để từ tự động này. Và giá trước khai báo là 32.000 nhưng mình bị mua đắt mất là đâu đấy mười mấy nghìn rồi. Bây giờ giá có 19.000 thôi. Rạch luôn ra, hộp nó khá là đơn giản thôi anh em. Đây, đấy. Nó chỉ có như này. Để xem nào, để xem nó có làm được cái gì cho đời không. Bình thường mấy máy tự động khác ấy phải tầm 300-400 ngàn cơ. Nhưng mà con này nó chỉ có 19.000 và thiết kế của nó chỉ là một cái mặt và có răng ở đây thôi. Đấy. Hai răng này thì nó đây, nó xoay được nhá, nó xoay được đó. Mình sẽ thử luôn với lại cái đống hạt dưa của mình ở đây, hạt hướng dương của mình ở đây nào, xem nào anh em nhìn nhá. Hình như là không được rồi, khó thế. Lại nhá, đẩy xuống, nát rồi anh em, nát rồi. Đấy rồi, lại nào. Lại. Nó phải làm được một cái gì đấy chứ nhỉ. Ở đây này. Này anh em, được này. Thử lại cái hạt này. Còn đây hình như mình dùng hơi bị sai chỗ. Hơi bị sai chỗ thì phải. Đấy. Hạt to là phải vào bên to nhá. Đấy. Đó, hạt to này. Vào bên to này. Nhưng mà hình như nó vẫn chưa vào. Nó vẻ là hơi khó anh em ạ. Hơi bị khó một chút. Còn nếu mà cho hạt nhỏ quá thì nó sẽ bị nát ra như này. Đấy, nếu cho vào ô nhỏ quá ấy, nó sẽ bị nát. Còn một số hạt to thì nó lại đi qua được này. Cái này có mười mấy nghìn thôi nhưng mà có vẻ là nó hơi bị cùi nhỉ. Đây. Đây hạt này thì được nhá. Nó khá hên xui em ạ, nó khá hên xui. Nó còn tùy thuộc vào kích thước của từng hạt dưa to nhỏ thế nào nữa. Vì đây em nhìn này, những cái răng nhá sẽ có cái phần to và một phần nhỏ như này. Đấy, nó chỉ có hai kích thước thôi, hai ba kích thước, nhưng mà cái này kích thước giữa và kích thước bên cạnh này trông nó khá tương đương nhau. Và mình có dùng thì nó không được dễ dùng cho lắm. Đấy, em thấy không, nó vẫn phải dùng tay và ấn ra một tí của một số hạt thì nó mới ra được cái hạt hướng dương. Thậm chí là nhiều hạt nó vỡ nhưng nó lại không có bất kỳ một cái gì nó xảy ra cả anh em ạ. Lại phải dùng tay để mà bẻ ra phát nữa. Và anh em ạ, đó, nó là chiếc máy, gọi là máy thôi nhưng mà nó là cái dụng cụ. Dụng cụ tách hạt hướng dương tự động mình mua với mức giá là 32.000 trên Lazada. Thì có những hạt đúng là nó bóc ra được hạt to như thật, nhưng mà mình nghĩ là phần lớn những hạt ấy nó sẽ bị nát bét ra như những hạt này. Và nó gần như là không thể nào mà sử dụng được. Và mình thấy là cái máy này, cái dụng cụ này dùng nó còn bị lâu hơn cả việc là ta cho vào miệng, ta cắn. Đấy, ta cắn khéo nó còn nhanh hơn là cái việc chúng ta cho vào cái máy này để mà ra hạt. Nên là với những cái dụng cụ máy tự động mà rẻ như này, mặc dù nhá, nó được đánh giá khá là tốt ở trên Lazada, 170 lượt bán ấy và 4,8 sao, nhưng mà mình thấy là những dụng cụ như này là hoàn toàn là không nên mua nhé, thà cắn bằng răng nó còn ngon hơn. Ai mà vẫn quan tâm những sản phẩm như này thì mình có để link của cái chiếc dụng cụ này ở phần mô tả clip nha. Ok, thế thôi nhỉ, bye bye.